Vâng, trên điệu thức Tây Nguyên tôi vừa ngẫu hứng thì các bạn nghe âm hưởng của cây VK106B này. VK106B với series rất cao và ít khi tôi gặp một cây VK106B mà có series đến gần 3 triệu 6. Wow. Rất đẹp. Wow. Hình thức rất đẹp. Còn âm thanh thì các bạn đã nghe. Wow. Âm thanh các bạn có thấy điểm gì để chê được nó không ạ? Chắc sẽ chê tôi chơi đàn chưa hay thôi chứ không thể chê được cái đàn này, phải không ạ? Âm thanh hay và hình thức tuyệt vời đẹp. Và nếu đặt trong một không gian của một gia đình với nội thất thiên về gỗ tự nhiên, chẳng như là màu gỗ ốc chó chẳng hạn, hoặc là màu gỗ sồi Mỹ, sồi Nga, vân vân, tức là thiên về gỗ tự nhiên đi. Và với không gian mà lại pha một chút tân cổ điển thì tuyệt tuyệt vời. Và nói như thế không có nghĩa chỉ là đấy là tối ưu, nhưng mà kể cả những gia đình mà chúng ta sử dụng những cái đồ sofa bình dị thôi, nhưng đặt những cái đàn như này vào nó cũng trở thành một điểm nhấn, một điểm hết sức chấm phá. Tôi đánh giá cao những người mà có một cái sự tư duy về thẩm mỹ. Bên cạnh cái chuyện mà chúng ta chơi đàn thì chúng ta còn hàng ngày nhìn thấy nó, và cái thời gian mà chúng ta nhìn thấy cái đàn nhiều hơn là thời gian chúng ta chơi cây đàn. Xin các bạn hãy lưu ý điều đó. Còn bây giờ là thời gian để chúng ta nghe 88 phím của cây đàn. Nếu như bắt đầu được học đàn với một cái đàn như này thì tôi nghĩ là các em nhỏ sẽ rất vô cùng thích thú, và cái khả năng để đến được với thành công, khả năng để học tốt môn học này sẽ rất cao. Trân trọng cảm ơn.